chương trình này được bảo trợ bởi mua hai món ưa thích như bốn miếng mặt và một bánh mặt chicken chỉ 3 đồng 99 giá cả và địa điểm có thể khác nhau Jean và kim thư cherry nơi duy nhất bán vàng bốn số chín có hình bản đồ việt nam bảy một và bảy một ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm chín Happy to easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714 487 7889. Học khu Huntington Beach Union High School District. Phở 86 truyền thống từ năm 1985 hương vị vượt thời gian 714 839 4591. Nguyễn Trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà Phê Sáng của Leader Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Leader Sài Gòn TV. Chúng tôi có ở trên Youtube, Facebook. À, quý vị có thể coi ngay bây giờ livestream coi lại sau đó nhiều chương trình khác nhau. À, miền Bắc California đài 16.11, ở à Houston, Texas là đài 27.6, cũng như là ở miền Nam California đài 56.10 hoặc quý vị có thể vào trong... Uh, trang internet là mylstv.com uh, hay là tv com thì có thể coi được nhiều tin tức nhiều chương trình khác nhau nữa hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2023 và cũng đánh dấu đúng ngày này 22 năm trước ngày 11 tháng 9 năm 2001 đó là ngày nước mỹ bị tấn công bởi khủng bố và cái sự kiện ngày hôm đó dĩ nhiên là sẽ sống trong chúng ta cho đến bây giờ. Mặc dù là có những người sanh sau đó nhưng mà cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của họ từ ngày đó trở đi. Cứ Ngọc Lan có nghĩ rằng là từ ngày đó trở đi đó thì chúng ta khi mà đi ra phi trường đó là kiểm soát gắt gào hơn, kỹ càng hơn. Rồi từ cái sự kiện đó mà chúng ta không được mang những cái gì chất lỏng lên trên máy bay nè rồi chúng ta phải cởi giày ra khi mà đi ra phi trường và rất là nhiều những cái sự kiện mà nó ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta từ sau ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ờ, 22 năm đã trôi qua kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Thì đến bây giờ người ta nói rằng người ta vẫn đang đi tìm hiểu để cho ra một cái đáp án thật là uh, rõ ràng, thật là chính xác. Những điều gì nó sẽ xảy ra trong 3 giờ đồng hồ gọi là 3 giờ đồng hồ thay đổi toàn bộ thế giới, thay đổi toàn bộ suy nghĩ của người Mỹ và thay đổi rất là nhiều điều và cũng từ năm 2001 đó để hai năm sau là bộ an ninh nội địa mới thực sự ra đời ừ. để có những điều giống như là anh Nguyễn Trường vừa mới nói um, người ta nói là từ đó cho đến bây giờ thì có một cái gọi là ủy ban 911 được thành lập để mà họ vẫn tiếp tục cái công việc, họ đi tìm hiểu, họ phỏng vấn cho đến thời điểm này đã hơn 1.200 người trên khắp thế giới được phỏng vấn. Rồi hơn 2 triệu rưỡi cái trang tài liệu đã được họ giống như là nghiên cứu tìm hiểu coi việc gì đã xảy ra vào cái thời điểm đó. Thì bây giờ chúng ta có thể lướt nhìn lại người ta giống như là một cái cái tóm tắt lại 3 giờ đồng hồ thay đổi nước Mỹ nó sẽ diễn ra như thế nào và Ngọc Lan nghĩ ở đây cũng là một cái cơ hội để chúng ta hình dung ra được cái chuyện gì nó đã xảy ra người ta đã tóm tắt lại. Vào lúc 8 giờ 46 phút sáng của đây vào lúc 8 giờ 46 phút sáng của ngày 11 tháng 9 thì lúc đó đó là chuyến bay số 11 của American Airlines, đó là một chiếc Boeing 767 chở theo 81 hành khách và 11 phi hành đoàn đã đâm vào cái mạng phía Bắc, cái tòa tháp phía Bắc á, uh, của Trung tâm Thương mại Thế giới giữa cái tầng 93 và 99. Đây là cái đoạn, đây là cái đâm đầu tiên. Và tất cả 92 người ở trên chuyến bay này đều thiệt mạng. Uh, chuyến bay này thì nó khởi hành từ lúc 7h59 từ phi trường quốc tế Logan ở Boston để bay đến Los Angeles và đến 8 giờ 14 phút thì cái chiếc máy bay này đã bị năm tên không tặc ở đó cướp máy bay um, xong là lúc đó là 8 giờ 46 phút sáng cho đến 9 giờ 3 phút tức là mười mấy phút sau đó thì đến cái tòa tháp thứ hai là cái tòa tháp phía nam đó South Tower đã bị đâm uh, cái chiếc mà uh, cũng là một chiếc Boeing 175 của United Airlines chở theo 56 hành khách và 9 phi hành đoàn cũng đâm vào đây. Thì cái chiếc này á là nó khởi hành cũng từ lúc 8 giờ 14 phút ở trên cũng cùng cái phi trường là Logan ở Boston cũng bay đi Los Angeles. Rồi chiếc này cũng có 5 cái tên không tặc ở trên đó thì nó cướp cái chiếc máy bay này cái thời gian đó là vào khoảng cái thời gian mà cái chiếc thứ nhất đâm vào cái tòa nhà đầu tiên. À, đến 9 giờ Đến 9 giờ 37 phút thì cái chiếc mà máy bay số 77 American Airlines chở theo 58 hành khách đã đâm vào cái mạng và phía tây của um, ngũ giác đài. Thì 64 người ở trên này cũng bị thiệt mạng. Thì đến 9 giờ 45 phút là toàn bộ không phận Hoa Kỳ bị đóng cửa, tức là lúc đó tất cả máy bay đều không được đáp xuống ở uh, trên toàn nước Mỹ mà họ chỉ được là đáp xuống những cái phi trường gần đó. Rồi đến 5 giờ 59 phút, à, xin lỗi 9 giờ đến 9 giờ 59 phút thì bắt đầu tòa nhà phía Nam này là sụp đổ hoàn toàn. Có nghĩa là sau 56 phút lúc mà nó bị đâm vào rồi đến 10 giờ 3 phút thì một cái chiếc uh, 10 giờ 3 phút thì một cái chiếc máy bay thứ tư đó nó đã đâm xuống một cái cánh đồng ở Pennsylvania thì ở trên cái chiếc này đó là có um, khoảng cũng có 44 người ở trên chiếc máy bay này đã, đã bị uh, thiệt mạng thì lúc đó đó người ta nói cái lúc mà cái chiếc máy bay này mà đâm xuống cái chỗ mà một cái cánh đồng ở Pennsylvania là lúc đó ở trên máy bay người ta đã biết được cái chuyện gì nó đang xảy ra rồi ừ. có nghĩa là lúc đó uh, cái tòa nhà thứ nhất, tòa nhà thứ hai đều đã bị uh, đổ xuống đến 10 giờ 50 đến 10 giờ 50 thì cái 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 chỗ mà cái tòa nhà phía tây của ngũ giác đài đó là bắt đầu bị sụp xuống rồi lúc mà 10 giờ 28 phút thì cái tòa tháp này nó bị đâm lên trước đó, đó đâm đầu tiên đó thì nó cũng bị đổ sụp xuống có nghĩa là toàn bộ những cái điều này đều không thể tưởng tượng được, người ta không thể tưởng tượng được tại sao mà những điều này nó diễn ra ở nước Mỹ. Nhưng mà cũng từ ở đây á, người ta lại thấy được cái truyền thông là nó như thế nào. Vào cái thời điểm mà 22 năm trước thì lúc đó cho trên cái cell phone á, những cái camera trên đó nó được cái sử dụng rất là hiếm nhưng mà người ta vẫn có những cái hình ảnh lúc đó nó diễn ra và người ta cũng thấy được là lúc đó là cái phương tiện truyền thông á nó được uh, giống như là cái cái lúc đó cái chuyện mà internet, cái chuyện mà live nó chưa có được như bây giờ. Nhưng mà ngay cái thời điểm đó khi mà cái tòa nhà đầu tiên nó bị đâm vào lúc đó người ta vẫn tưởng đó là một tai nạn. Nhưng mà rất là nhanh thì một nhóm phóng viên của tờ New York Times đứng ở đó là làm sao họ đã quay được cái cảnh đó và cả nước Mỹ lúc mà tòa cái cái tòa nhà thứ hai bị cái chiếc máy bay đâm vào là người ta bắt đầu người ta xem được trực tiếp và kể từ đó những cái tiếp theo đó người ta đã được xem trực tiếp như thế nào thì bây giờ 22 năm đã trôi qua nhưng mà những người ta gọi là những cái thương tổn của cái cái thời điểm đó nó vẫn còn à, nhiều người người ta còn sống nhưng mà người ta phải đối diện với những cái ám ảnh của cái ngày 911 một à, rồi à, như hồi nãy đã nói đó À, những cái thay đổi khi mà mình đi ra phi trường như thế nào à, rất là nhiều thứ cho đến ngày hôm nay à, mặc dù nước Mỹ khác với lại à, nhiều quốc gia khác có nghĩa là họ hướng đến tương lai nhiều hơn họ nhìn về tương lai nhiều hơn là nhìn về một quá khứ nhưng mà vào cái thời điểm này ngày này thì người ta vẫn nhắc nhau về những gì đã xảy ra cho nước Mỹ ngày hôm đó thì Ngọc Lan đã có ở Mỹ chưa chưa oh chưa có ở Mỹ ừ nhưng mà ở Việt Nam thì mình Việt có Nam. coi được cái gì không ờ, ở Việt Nam thì sau đó tin tức mình cứ nhớ là tin tức có đưa nhưng mà vẫn vẫn không có hình dung được có ừ. nghĩa là uh, nói cái chuyện gì nó ra làm sao chỉ hỏi mà mình cũng không biết là ở cái khoảng cách nó như thế nào chỉ nhớ là gọi điện uh, gọi qua cho gia đình hỏi là Ồ, có ảnh hưởng gì không vân vân đó là những cái gì mình nhớ là Ngày cái... hôm đó uh, tôi phụ trách một chương trình ở trên một đài radio ở địa phương ở đây Và vào lúc 6 giờ sáng thì chương trình của chúng tôi là từ 6 giờ sáng cho đến uh, 9 giờ sáng. Thì tôi đang ngồi trước một dàn máy móc uh, những cái uh, hệ thống âm thanh rồi uh, trên trước mặt chúng tôi là một cái tivi uh, coi chương trình của CNN tại vì mình coi để mình biết được là những cái breaking news ừ. nào đó thì mình sẽ uh, cho thính giả biết liền thì 6 giờ sáng tôi thấy những hình ảnh ở trên TV là uh, một tòa nhà bị sụp xuống thì tôi mới nói rằng là ủa mình đang mở đài CNN để mình coi mà tại sao là đang chiếu phim gì đó mình không để ý để đến 6 giờ 30 à, 6 giờ 30 sáng thì lúc bây giờ là ở bên bên uh, miền Đông là 9 giờ 30 sáng thì lúc bây giờ những cái hàng tít nó mới chạy lên nó nói là nước Mỹ bị khủng bố đó lúc bây giờ thì tôi mới đang làm chương trình thì tôi mới cái phần kế tiếp của tôi đó là phụ trách chương trình của trung tâm thúy nga đó thì có một cái đĩa của trung tâm thúy nga thì hát những bài nhạc này kia thì tôi thấy tin tức đưa lên là khủng bố như vậy thì chuyện gì sau đó xảy ra thì chúng ta xin mời quý vị cùng quay lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng hôm nay Chương trình này được bảo trợ bởi Mua hai món ưa thích như 4 miếng mặt nuggets và một bánh mặt chicken chỉ 3 đồng 99. Giá cả và địa điểm có thể khác nhau. Chin và Kim Thư Cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070 Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 chín. Học khu Huntington Beach Union High School District Phở 86 truyền thống từ năm 1985 hương vị vượt thời gian 714 839 4591. Trở lại với uh, phần thứ hai của cà phê sáng ngày hôm nay thì hồi nãy chúng tôi đang nhắc về ngày kỷ niệm hôm nay là ngày 22 năm nước Mỹ bị tấn công khủng bố uh, thì cái ngày hôm đó tôi đang làm việc trên một đài radio thì tôi, tôi đã kể đó thì 6 giờ 30 đến 7 giờ là tôi phụ trách để một cái CD uh, đã thâu sẵn trước rồi của trung tâm Thúy nga bỏ vào trong um, dàn máy thì ngày hôm đó đó khi mà tôi sáu giờ ba thì, thì coi trên toàn TV là bắt đầu thấy những cái hàng chữ lên là khủng bố này kia thì tôi đang băn khoăn không biết là mình tiếp tục như vậy hay là mình loan báo cái tin này đến cho mọi người thì tôi mới gọi cho chú tô văn lai lúc bây giờ là là bên trung tâm thúy nga tôi nói chú ơi à, đang có một cái chương trình thời sự rất là cấp bách à, cái tin nước mỹ bị khủng bố thì bây giờ mình vẫn tiếp tục để chương trình thúy nga hay là mình ngưng nó lại cho con loan báo những tin này được không thì chú tô văn lai à, lúc bây giờ đồng ý liền và nói rằng là con ngưng lại đi vào loan báo những cái tin về khủng bố để tin tức này nó nóng hổi hơn thì lúc bây giờ tôi bắt đầu vừa coi tivi, đài CNN, một bên là Fox News Rồi vừa dịch ra cho mọi người cùng biết Tại vì lúc bây giờ là 6 giờ 30 sáng ở đây Tức là 9 giờ 30 sáng giờ miền Đông Thì có thể là nhiều người vừa thức dậy đi làm đánh răng rửa mặt Nhiều người coi tin tức, nhiều người mới chưa biết chuyện gì thì những cái tin này loan báo ngay lập tức vừa coi đài hai bên vừa 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 nói cho mọi người cùng nghe thì đó là cái ngày hôm đó tôi đang làm việc ở đó 6 giờ sáng như vậy Tại vì khi mình mở tivi lên để mình chuẩn bị coi tin tức mà mình thấy toàn là cảnh cháy rồi sụp tòa nhà này kia mình có nói là ủa tại sao hôm nay không có tin tức mà là toàn là chiếu phim mình tưởng là một cái phim chưa chưa biết đó là khủng bố sau đó những cái hàng chữ nó chạy lên mới biết lúc đó bây giờ là khủng bố là khoảng nửa tiếng sau rồi bây giờ trở lại đó thì tôi với cái vị cái uh, toàn cảnh của cái ngày uh, 11 tháng 9 2001 nó như thế nào đó thì bốn chiếc máy bay bị không tặc, bốn chiếc máy bay và gồm có 19 tên khủng bố, 19 tên khủng bố trên những chuyến bay đó à, cộng lại. Hai chiếc máy bay thì đâm vô hai tòa nhà à uh, World Trade Center, một chiếc máy bay đâm vào một góc của ngũ giác này và một chiếc máy bay nữa thì đang trên đường đi tới ngay Pennsylvania. Người ta nghĩ rằng chiếc máy bay đó là đang có âm mưu bay thẳng vô tòa Bạch ốc nhưng đã bị những hành khách ở trên đó khống chế không tặc và làm rơi chiếc máy bay sau khi mà họ đã biết được những chuyện gì đang xảy ra ở dưới đất. Đó, cho nên là có bốn chiếc máy bay. Nếu chiếc máy bay thứ tư mà không rơi xuống một cánh đồng ở Pennsylvania thì có thể là chiếc đó là chiếc đâm thẳng vô tòa bạch ốc. Thì đó là những cái sự kiện nó xảy ra. Tới ngày hôm nay thì thống kê cho biết là hơn 3.000 người thiệt mạng ngày hôm đó. Tới bây giờ vẫn còn hơn 1.000 thi thể hay là những cái cho uh, uh, cốt của hơn một ngàn người chưa nhận diện được chưa nhận diện được và họ vẫn đang tiếp tục nhận diện tại sao tới giờ này họ vẫn tiếp tục nhận diện sau 22 năm vì họ muốn trả lại những cái cho cốt đó cho gia đình của những người đó cho nên cái công việc mà tiếp tục vẫn nhận diện qua DNA qua những cái hệ thống tối tân như bây giờ thì họ vẫn tiếp tục và mới cách đây hai ngày thôi thì thêm hai phần cho cốt đã nhận diện được là của ai của ai đó thì đã trả về cho gia đình đó cho nên cái công việc mà tới giờ 22 năm sau vẫn tiếp tục có những người làm sau cái hậu quả của khủng bố 911. Ờ à, ngay khi mà trong phần đầu tiên chúng tôi nhắc về sự kiện 911 thì một khán giả ở bên Texas đã gửi liền cho Ngọc Lan một cái cái bức hình chụp lại một tờ báo mà chị nói rằng là đến giờ này chị vẫn còn giữ lại cái hình ảnh cái trang báo uh, ra ngày hôm đó để cho biết rằng trang báo này là của OC Resistor, uh, cho thấy rằng là nước mỹ bị tấn công ở trong đó cái nhan đề đó là uh, tòa nhà thương mại đã bị sụp đổ bốn máy bay không tặc rồi uh, ngũ giác đài bị uh, đâm vào và nước mỹ đang ở trong cái uh, giống như là trong cái tình trạng uh, uh, rất là hoang mang Thì đây là cái hình ảnh cái tờ báo ngày hôm đó à, Ngọc Lan mình không có được ở nước Mỹ trong cái thời điểm đó Nhưng mà Ngọc Lan nhớ năm 2015 à, Khi mà Ngọc Lan lần đầu tiên đến New York Thì những một số những khán giả, độc giả của mình đã đưa Ngọc Lan đi quanh New York và họ kể lại cái thời điểm đó Chuyện gì đã xảy ra như thế nào, cái cảm xúc của họ ra làm sao, họ làm việc ở ngay trung tâm, họ đi về nhà ra làm sao rồi những cái điều gì rồi lúc mà ở chỗ Washington DC, những cái tất cả những cái điều đó nó vẫn còn nguyên vẹn những cái cảm xúc. Thì ngày hôm nay một chút chúng ta ôn lại cái ngày 9/11 để mà chúng ta nhớ về những cái sự kiện đã qua cũng như là để cho mình thêm những cái cái, cái um, giống như là niềm tin yêu vào cái đất nước này. À, trở lại ừ. à, những tin tức trên thế giới thì cuối tuần vừa qua đó ngày thứ bảy, Lý Đô Sài Gòn TV có chương trình Tết Trung Thu cho trẻ em ở Phước Lộc Thọ, cho nên có nhiều cái tin tức mà chúng tôi không kịp đưa đến cho cùng với quý vị. thí dụ như à, động đất ở Morocco, có nhiều người hỏi là Morocco là thuộc à, về à, Châu Phi hoặc là của thế giới Ả Rập, thì thưa quý vị Morocco là một nơi mà có hai cái nền văn hóa vừa là hồi giáo mà vừa là bên phía Ả Rập nữa cũng như là bên phía Nam Châu Phi đó. Cho nên Morocco là một nơi mà chúng ta khi mà đọc những cái bài viết về về cái nước này đó thì thấy wow Morocco cũng hay lắm. Cho nên à, cái động đất xảy ra vào à, cuối tuần vừa qua thứ sáu ở tại Morocco đó. Thiệt mạng cho tới giờ phút này là hơn 2.100 người. Tuy nhiên cái công việc mà tìm kiếm người sống sót trong những tòa nhà bị sập thì vẫn đang tiếp tục. Nhưng mà có một cái tin khác nữa. À, chắc là quý vị nhiều người chúng ta, Việt Nam chúng ta biết rồi. À, đó là vụ cháy, à, nó gọi là gì ta? Nó gọi là à, cái nơi mà bán trên trên sông đó gọi là cái gì? À, bán hàng trên sông nước này kia đó. Chợ Nổi hả? Chợ Nổi hả? Đúng không? Kiểu như vậy. Chợ Nổi Pattaya bị cháy. À, hết một nửa chợ trong cái ngày tối thứ năm. Pattaya có chợ nổi rất là nổi tiếng và du khách tới đây chơi rất là đông. Trong đó có nhiều người Việt Nam. Thì tối thứ năm, 8 giờ 30 phút tối thôi quý vị, một trận hỏa hoạn là người ta nghi ngờ bốc ra từ một căn nhà vệ sinh bằng gỗ. Có thể là chập điện. Thì giờ thì nguyên nhân gây ra thì người ta đang điều tra. May mắn đó là cả một cái khu chợ này hết rồi gọi là 3 phần tư cái khu chợ này bị cháy ngùn ngụt trong cái đêm hôm đó, nhưng không có một người nào bị thương vong và cũng không có một cái cái là bị thương đáng kể nào cả. Thì cái chợ nổi Pattaya này đó, may mắn là tám giờ ba tối không còn du khách, chỉ còn những người bán hàng đang dọn hàng về. Thì một số người lo chạy ra những cái hàng hóa của họ di di dời qua nơi khác sau khi mà thấy có lửa bốc lên. À, sau chừng 3 tiếng đồng hồ với hơn 20 xe cứu hỏa thì đã dập tắt được cái ngọn lửa này. Tuy nhiên đó thì cái sự thiệt hại đó cho tới ngày hôm nay thì báo chí bên Thái Lan cho biết là hơn 50 triệu baht chứ không biết là dịch ra tiếng Việt, uh, tiếng Mỹ là đô la là bao nhiêu nhưng mà hơn 50 triệu baht uh, tiền đô tiền Thái đó để mà sửa chữa lại cái trận nổi Pattaya này thì đó là một trong những cái tin mà đáng chú ý bên phía Đông Nam Á nhưng mà vẫn còn tin Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam nữa nhưng mà Ngọc Lan có cái tin gì khác? Uh, liên quan đến tin địa phương thì trong thời gian qua nhiều cái vụ mà trộm cắp, trộm vặt đã xảy ra ở quanh đây. Ngày uh, tuần rồi thì một cặp vợ chồng còn trẻ lắm, một người á uh, thì 22 tuổi, một người thì 25 tuổi uh, đã bị cảnh sát Orange County cáo buộc là ăn ăn trộm đồ ở trong nhiều cái tiệm Target uh, lên đến là 17.000 đô la. Hai người này đó được cho là đi cùng với nhau vào trong những cái tiệm Target ở Costa Mesa là vào ngày 3 tháng 3 và tiệm Target ở Irvine là vào ngày 2 tháng 4. Thì camera cho thấy họ đẩy cái xe đi rồi bắt đầu cái họ đi quanh những cái chỗ là uh, những cái đồ gì mà họ thấy có giá trị á thì họ cứ lấy họ nhét vô trong một cái uh, chiếc túi để ở trên cái xe đẩy hàng. Rồi họ đi thôi. Nhưng mà cái lúc cái camera cũng cho thấy cái lúc mà họ đẩy ra ngoài đó thì cũng có nhân viên an ninh dường ừ. như chặn họ lại. Nhưng mà không hiểu vì lý do gì thì lại thấy họ, họ lại ngang nhiên đi ra ngoài luôn. Ừ. À, rồi vào ngày 3 tây tháng 3 cũng vậy. Rồi tương tự vào ngày à, 2 tây tháng 4 cũng như thế. 2 tây tháng 4 thì ở ở vai cũng tình trạng như vậy. Thì mới biết quý vị đã nói rồi những người làm cái công việc à, bảo vệ ở trong à, các cái cửa hàng hay là những người ở ngân hàng nhân viên cũng như thế khi mà có những cái vụ mà trộm cướp xảy ra thì họ chỉ có việc yêu cầu là báo cảnh sát chứ họ không có làm những cái hành động anh hùng là nhào ra để mà ngăn chặn uhm. bởi vì những cái đó nó sẽ người ta nói là cái đó là nhiệm vụ của cảnh sát khi mà chúng ta làm như vậy đó uh, nó sẽ làm giống như là ảnh hưởng đến mình cho nên là cảnh sát không khuyến khích không khuyến khích những người không có nhiệm vụ đó để đứng ra làm người anh hùng cho nên ở đây có lẽ vì như vậy cho nên trong thời gian qua chúng ta thấy nhiều cái vụ trộm vặt hay là giống như một kiểu mình gọi là cướp cạn gì đó ùa vô để lấy hàng rồi chạy ra tán loạn à, nhưng mà không phải là người nào cũng có thể là nhào ra để ngăn chặn bọn này đâu cho đó là nhiệm vụ của cảnh sát à, xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại chương trình này được bảo trợ bởi mua hai món ưa thích như bốn miếng mặt nuggets và một bánh mặt chicken chỉ ba đồng chín giá cả và địa điểm có thể khác nhau chin và kim thư cherry nơi duy nhất bán vàng bốn số chín có hình bản đồ việt nam bảy một bốn chín tám năm chín 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 và bảy một bốn sáu năm bảy bảy tám sáu sáu ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 Học khu Huntington Beach Union High School District Phở 86 truyền thống từ năm 1985, hương vị vượt thời gian 714-839-4591 Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ ba của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Ờ, hôm thứ bảy vừa rồi đó thì đài Lido Sài Gòn TV đã có một cái chương trình Trung Thu rất là vui, rất là hào hứng và rất là sôi nổi diễn ra ở ngay tại Phước Lộc Thọ kể từ 2 giờ trưa cho đến kết thúc là 10 giờ tối. Ờ, chương trình năm nay có thể nói là cái cái giờ mà chuẩn bị đó thì nó rất là nóng nhưng mà sau đó trời càng mát nhưng mà thu hút được rất là nhiều đồng hương đến tham dự tại chỗ à, bởi vì cái chương trình năm nay có vẻ là nó phong phú hơn hấp dẫn hơn đặc biệt là khi mà À, học khu Westminster đưa ba cái trường học đến để mà tham gia cái chương trình văn nghệ đó à, không chỉ có các em thiếu nhi Việt Nam mình lên mình thấy các em mặc áo dài áo tứ thân khăn đóng vân vân mà các em của của những cái uh, sắc tộc khác các em uh, mặc những cái trang phục của uh, sắc tộc mình rồi nhảy những cái điệu nhảy đó thu hút người ta xem rất là thích rồi và những cái đội võ thuật rồi nhiều rất là nhiều cái sinh hoạt đã diễn ra trong ngày hôm đó À, rồi đó là cái cái chuyện cuối tuần toàn bộ cái chương trình văn nghệ này thì sẽ được hôm đó đã được trực tiếp ở trên đài 56, Lido Sài Gòn TV 56.10 ở Houston ở San Jose nhưng mà sau đó sẽ được edit lại và chiếu trên TV để quý vị có thể theo dõi. À, có một điều đó là mặc dù là chương trình hôm đó kết thúc là lúc 10 giờ đêm nhưng mà ban hậu cần của Lý Đồ Sài Gòn TV làm việc cho tới gần 2 giờ sáng để mà dọn dẹp mang tất cả máy móc ra khỏi khu vực đó. Và sau đó thì mọi người cũng nhìn hình như là đi ăn phở sau đó nữa. <cười> <cười> à, bây giờ là một cái thông tin rất là quan trọng dành cho quý vị liên quan đến housing. Ừ. Vào ngày 18 tháng 9 này, từ ngày 18 tháng 9 cho đến ngày 29 tây tháng 9, sẽ Orange County sẽ mở một cái đợt ghi danh housing tức là cho mọi người vào cái danh sách chờ. À, đây là cái lần mà mở trở lại sau 10 năm, tức là cái lần cuối cùng mà Orange County mở đó là vào năm 2013. Bây giờ là 2023. À, có một cái điều quý vị lưu ý như thế này, có nghĩa là ở Orange County đó chỉ có 3 thành phố là có cơ quan housing riêng biệt đó là Santana, Anaheim và Garden Grove, tức là chỉ có ba thành phố này là quý vị lên city sẽ thấy có cái chỗ mà housing riêng à. dành cho ba thành phố này. Còn lại tất cả những thành phố khác họ không có giống như là cái 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 um, một cái department riêng cho housing. Thành ra Orange County kỳ này mở đó là cho tất cả cư dân các thành phố còn lại đều được quyền ghi danh. Ừ. À, từ ngày 18 tây cho đến ngày 29 tây tháng 9. Ở đây thì sẽ không có cái chương trình gọi là à, ai ghi danh trước thì sẽ được ưu tiên trước Không phải, ừ. mà họ sẽ gom hết Có nghĩa là quý vị ghi danh từ ngày 18 hay là đến ngày cuối cùng cũng đều được hết Thì sau khi mà gom hết lại rồi đó Thì họ sẽ thu nhận là 12.000 hồ sơ để ừ. đưa vào danh sách chờ đợi Thì dĩ nhiên là có ưu tiên là ưu tiên cựu chiến binh, ưu tiên người tàn tật, ưu tiên người già thì đó là những cái ưu tiên đầu tiên rồi xong sau đó hỏi cái theo cũng theo cái hình thức sổ số bởi vì mà khi mà nộp hồ sơ housing quý vị tưởng tượng 10 năm rồi mới nhận lại cho nên cái số lượng sẽ rất là nhiều ai có điều kiện có tiêu chuẩn quý vị cứ việc nộp và như đã nhắc lại là những người mà ở các thành phố Santana, Anaheim và Ganro không phải là quý vị không có quyền nộp đơn trong đợt này nhưng mà quý vị nộp nhưng mà người ta sẽ xếp có thể là xếp sau bởi vì Cư dân của những thành phố đó có cái cơ quan housing riêng cho nên là quý vị nộp theo cái thành phố mình đang ở ra tốt hơn còn kỳ này là dành cho những người không phải thuộc ba thành phố đó à. À, riêng trong ngày à, à, 10 trong ngày 23tây tháng 9 đó thì à, thu Hà sẽ có à, với lại à, Hồng Văn sẽ có một cái buổi để giúp Điền đơn ở ngay tại thư viện Việt Nam là từ 12 giờ cho đến 4 giờ chiều À, 12 giờ cho đến 4 giờ chiều, thì quý vị đến đây sẽ có giúp, có mọi người giúp cho quý vị làm cái đơn này. Nếu những ai mà không có thể tự làm được, đó thì vào ngày 23 tháng 9, quý vị có thể đến thư viện Việt Nam à, ở số 10872 Westminster Avenue, Suite 214, 215, Garden Grove, thì sẽ có người giúp cho quý vị đi. Trong khi đó thì nhắc lại một bản tin uh, hôm nay là đã là hai ba ngày sau đó rồi. Đó là tại uh, Morocco uh, có một vụ động đất uh, 6.8 độ Richter scale Và cái vụ động đất này uh, xảy ra trong lúc mọi người đang ngủ vào buổi tối Cho nên uh, có nhiều người thiệt mạng Hiện nay thì con số cho biết là hơn 2.100 người Nhà cửa bị sụp đổ rất nhiều Những người dân ở đây, những người dân ở đây đó Mà sau khi trận động đất xảy ra không dám vào nhà ngủ Và họ ra đường để họ ngủ trong hai ngày sau đó liên tiếp À, cũng có nhiều à, những toán cứu hộ đã à, tới để mà à, giúp cho những cái nạn nhân cũng như là đi tìm kiếm thí dụ như là bên tây ban nha họ gửi liền ra một toán những người đi kiếm những người sống sót trong những cái vụ sụp đổ rồi à, thí dụ như là nước pháp nước pháp có bốn hãng truyền thông à, lớn như là tập đoàn à, điện thoại đó thì họ đã cho gọi free từ pháp về morocco cho những người dân có những à, có họ hàng này kia ở morocco để mà hỏi thăm về vấn đề gia đình của họ à, cũng có nhiều nước đưa những cái dụng cụ y tế vân à, vân tới morocco để giúp cho nạn nhân của vụ động đất cũng như là quân đội của morocco đã ngay lập tức triển khai ra tất cả những cái lều thức ăn nước uống ở gần nơi mà động đất xảy ra để cho mọi người có thể tới đó tá túc tức là họ cắm trại ngay cái khu vực đó luôn tại vì có nhiều người nói rằng là cái nhà tôi bây giờ đó nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào cho nên không dám trở về nhà nữa và họ cũng không biết đi đâu cho nên đã có sự giúp đỡ của quân đội của Morocco à, các nước khác cũng đã đang từ từ đưa những cái nguồn năng lượng của mình tới để giúp đỡ cho người dân ở đây thì một cái vụ động đất mà 6.8 tương đối là nặng tuy nhiên cái vùng này đó là ở phía bắc của châu Phi à, nó cũng ảnh hưởng một ít của thế giới Ả Rập Hồi giáo nữa cho nên nó đang được sự giúp đỡ của cả nhiều 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 nhiều, nhiều nơi khác nhau. À, hy vọng rằng là sẽ tìm ra được những người sống sót sau 2 3 ngày mà sau khi động đất xảy ra vào cuối tuần vừa qua. À, thưa quý vị, à, trước đây thì hình như chúng tôi đã có nhắc đến cái chuyện mà cái tô phở trị giá khoảng 170 đô được à, bán à, ở à. Sài Gòn đó, ở tòa nhà như 81. À, thì hôm nay á trong những ngày qua rồi thì báo Mỹ cũng đã viết về cái hiện tượng cái tô phở này. Nhưng mà ở trong cái bài báo này họ viết cái khi mình đọc mình thấy họ mô tả tô phở đọc nghe rất là vui. Nghĩa là tô phở và nước dùng là có thể là thanh lọc tâm hồn khỏi bệnh tật. À, đó là hiện thân của sự thoải mái à, sau khi mà mỗi lần mà bạn ăn xong, mà húp xong cái 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 phở đó rồi sự hài hòa giữa các hương vị rồi và cái um, của, của tất cả những cái đó nó góp phần làm cho cái món ăn này nó trở nên phổ biến ở Việt Nam nhưng mà yếu tố giá cả phải chăng mới là điều quan trọng nhất của một tô phở ở Việt Nam họ nói á, giá thường ở Mỹ một tô phở là vào khoảng à, 10 đồng thấp nhất là 10 đồng trở lên chắc bây giờ, giờ phở là phải 15 đồng à, và khoảng à, dưới 3 đô la nếu mà ở Việt Nam À, thì những cái món ăn đó tại vì nó phải làm sao cho nó gần gũi với lại túi tiền của người ta tức là người bình dân cũng có thể ăn phở được Nhưng mà bây giờ một cái tô phở ở Việt Nam một tô phở như thế này với giá 170 đô đó à, tương đương là khoảng 4 triệu đồng Việt Nam đó ở khách sạn, một cái khách sạn ở tòa nhà gọi là Landmark 81 ở Sài Gòn. Nó làm cho người ta cảm thấy là sửng sốt. Ừ. Nhưng mà một cái điều thú vị nữa họ nói là mặc dù là cái tô phở này là có giá như vậy đã được xem là mắc nhất ở Việt Nam rồi. Cái tô phở này là được nấu trong 48 giờ đồng hồ để sử dụng nước hầm đồ vân vân. Nhưng mà cái tô phở này chưa được xem là tô phở mắc nhất thế giới bởi vì trước đây đã có một cái tô phở được bán ở ngay cái vùng <laughs> của mình ở đây ở Costa Mesa. tô phở nó trị giá tới 4.968 đô cho một tô à. nhưng mà cái tô phở này đã được bán ra là để mục đích của họ là gây quỹ để xây dựng à. bệnh viện nhi đồng cho nên là cái tô phở này mình ở đây họ không có nhắc cái tô phở lúc đó là nó cái 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 gì ở trong đó mà nó được bán tới là gần 5.000 đô la thì không có biết nhưng mà tô phở 170 đô ở Sài Gòn chưa có thấm tháp gì so với tô phở gần 5.000 đô la ở ngay tại vùng Costa Mesa này à, xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần thông tin thương mại chương trình này được bảo trợ bởi Mua hai món ưa thích như 4 miếng mặt nuggets và một bánh mặt chicken chỉ 3 đồng 99. Giá cả và địa điểm có thể khác nhau. Chin và Kim Thư Cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 ở hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070 Happy to chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 487 7889. Học khu Huntington Beach Union High School District. Phở 86 truyền thống từ năm 1985, hương vị vượt thời gian 714 839 4591. Trở lại bản tin uh, Tổng thống Joe Biden của nước Mỹ uh, ghé thăm Việt Nam 2 ngày thì chiến, uh, chuyến chuyến uh, chuyên cơ của Tổng thống Mỹ hạ cánh xuống uh, phi trường ở Hà Nội là lúc uh, 4 giờ chiều ngày 10 tháng 9 2023 và được tiếp đón nồng hậu sau đó thì có những buổi tiệc khoản đãi cũng như là uh, xe uh, chuyên dụng của Tổng thống uh, đưa Tổng thống về phụ chủ tịch của Hà Nội đó để mà dự những cái bữa ăn tối hôm đó cũng như là có những cái cuộc gặp ngoại giao v.v. gặp chủ tịch nước của Việt Nam á, là ông Võ Văn Thưởng hay là gặp uh, tổng bí thư của Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng và nói về những cái uh, đội những cái chiến lược mà cùng với nhau. Tuy nhiên á, có một cái điều người ta chú ý tới ngày hôm đó á, là có một cái cuộc họp báo ngọc là cuộc họp báo. Từ khi mà có những phóng viên bắt đầu hỏi tổng thống Joe Biden về cái việc mà gọi là sự tức giận của trung quốc khi mà ừ. tổng thống joe biden tới việt nam đó với lại ông thủ tướng của trung quốc là ông lý cường à, họ nói đặt những cái câu hỏi đó thì tổng thống joe biden cách ngang cuộc họp báo luôn ôi tôi về tôi đi ngủ đây mệt quá rồi ông Đâu. nói vậy đó. đó là ông nói tôi về tôi đi ngủ đây mệt quá rồi không trả lời gì hết và cái cuộc họp báo cách ngang luôn thì đó là một trong những cái mà người ta nói rằng là, là, là cái những, những cái bên lề của cái chuyến viếng thăm nhưng mà à, Tổng thống Joe Biden có biết chuyện Kiều không ta? Thế là tôi không biết đó, nhưng mà báo ở trong nước đăng là Tổng thống Joe Biden đã dùng hai câu thơ trong chuyện Kiều Để nói về cái tình à, quan hệ ngoại giao với Việt Nam Nó ngày càng ấm áp hơn à, Hai cái câu thơ đó, đó thì cái câu thơ là Vinh hoa bỏ lúc phong trần à, Cái câu thơ đó tên là Chữ tình ngày lại thêm xuân một ngày Tổng thống Joe Biden nhắc hai câu thơ đó, Xong đó nói là tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng ấm áp hơn, thịnh vượng hơn và mang đến nhiều cơ hội hơn cho hai nước. À, trong những cái gọi là chuyến thăm như vậy đó, thì có những cái hợp đồng được ký kết và Vietnam Airlines là một trong những cái nơi mà ký kết hợp đồng ngay lập tức 10 tỷ đô để mua 50 chiếc Boeing của Mỹ nha quý vị nha là ký kết ngay lúc bây giờ đó khi mà hai nước và cũng còn nhiều công ty khác nữa sẽ có những cái cuộc họp trong ngày hôm nay uh, với những quan chức mà đi cùng với tổng thống joe biden để ký kết những cái hợp đồng làm ăn buôn bán giữa hai bên uh, tuy nhiên đó thì báo ở trong nước thì không nói tới là người dân người dân người ta nói chứ ủa hợp tác giữa hai bên tốt đẹp làm sao mà có nhiều công ty mỹ đó mà khi tới việt nam rồi đó được một hai năm rồi cũng rút ra khỏi việt nam cũng không có thấy còn làm ăn gì được nữa hết là tại sao là tại vì nó quá trồng chéo những cái luật nó quá nhiều những cái gọi là bôi trơn đó quý vị có nghĩa là à, muốn làm ăn ở đây thì phải gặp ông a ông b rồi ông b ông c rồi giới thiệu lên ông c ông d ông f gì đó à, là phải gặp nhau rồi này kia mà thường thường gặp nhau như vậy phải có phong bì rồi phong bì rồi mới tới cái công việc đó chuyện làm ăn thì nó quá nhiều những cái gọi là thủ tục đầu tiên bên phía việt nam cho nên nhiều công ty nói rằng là không thể làm ăn nổi và rút ra khỏi việt nam thì đó cũng là những cái mà mình khi mà đọc báo vân vân đó mình thấy là cái cuộc gặp nhau như vậy đó nó mang cách ngoại giao nhiều hơn đó, Ngọc Lan. À, tại sao mà trong các bài phát biểu của các vị tổng thống Mỹ khi đến Việt Nam hay có những cái câu người ta gọi là nói kiều hay lĩ kiều à, đó à. mà công nhận truyền kiều của Mỹ dù hay thiệt à, hãy... cho đến ngày nay nhiều cái câu người ta vẫn vẫn vận dụng ở trong những cái trường <laughs> hợp cụ thể là bởi vì khi một tổng thống đi đến một quốc gia nào thì họ có một cái giống như là một cái nhóm là những người giống như chuyên viên Việt Nam, những người Việt Nam đó họ sẽ soạn sẵn những cái bài, những cái bài nói chuyện làm sao cho phù hợp với lại văn hóa về tinh thần của người của dân tộc của cái người cái cái đất nước đó quốc gia đó. Tương tự như vậy cái một cái nhóm người mà soạn cái văn bản đó cho tổng thống Joe Biden khi đến đó thì Ngọc Lan biết một trong số những người này. Oh. Dạ uh, anh này thì cũng rất là hay um, uh, giống như là có những cái bài viết ở trên uh, Facebook uh, khá là thú vị. Cái lúc mà uh, tổng thống Barack Obama sang Việt Nam thì anh cũng là một trong những người làm phiên dịch. Oh. khi này cũng là tương tự như thế. Uh, rồi uh, cũng có một cái cái điều người ta kể với nhau hồi nãy thì anh Nguyễn Trường nhắc đến cái chuyện là um, khi mà hỏi về Trung Quốc, đúng không? Thì à, Tổng thống Joe Biden cắt ngang tôi đi về ngủ. Nhưng mà về phía Trung Quốc họ nói rằng là à, ở phía Việt Nam cũng cũng có một cái nghi vấn đặt ra, không biết có phải hay không là bởi vì trong ngày 10 tây tháng 9 đó, ngày mà ông à, ngày Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam, tự nhiên nguyên một loạt hàng hóa à, nông sản của Việt Nam thay vì được chở sang Trung Quốc trong cái chuyện mà buôn bán nó bị chặn lại hết, nó không cho vô, thành ra là ảnh hưởng rất là nhiều đến nông dân Việt Nam. Đó là một một cái chuyện ừ. như vậy. Cái thứ hai, trong những ngày qua người ta đưa cái khi mà tổng thống Mỹ đến Việt Nam đó thì cái chuyện mà những cái ủy ban phường ví dụ như ở đây là ủy ban phường Vĩnh Phúc ra thông báo yêu cầu những cái đơn vị thi công ở trên địa bàn đó phải dẹp hết từ lúc mà không giờ của ngày 10 tháng 9 cho đến hết ngày 11 tháng 9 rồi xong rồi ngừng kinh doanh, ngừng hết. Và đặc biệt là nói rằng là khi phái đoàn nó đi ngang đó, thì tất cả người dân phải ở trong nhà đóng cửa hết, không có được thò đầu ra ngoài. Bởi vì ở đảm an toàn, bởi vì an ninh Mỹ nếu thấy nghi vấn có nguy cơ mất an toàn là có thể bắn hạ. Có nghĩa là yêu cầu không có được xuất đầu lộ diện, không có được đi ra ngoài. Đó thì đó là cái chuyện mà liên quan đến À, cái hôm mà tổng thống Mỹ đến với Việt Nam, mặc dù khi mà à, người Việt á, thì người ta rất là thích Mỹ, ai cũng biết điều đó rồi. Nên khi mà tổng thống Mỹ đến, người ta hay túa ra đường để người ta chờ, người ta được à, nhìn cái đoàn xe đó, vân vân, nhiều lắm, rất là nhiều cái biểu hiện. À, à, có, có một cái điều đó là cái chuyến thăm của tổng thống Joe Biden tới Việt Nam hai ngày đó là sau khi ông đi dự hội nghị G20 ở bên Ấn Độ. À, để gọi là liên kết lại những cái nơi mà là, mà là một cái căn bản chính à, cho cái vấn đề mà Mỹ trở lại miền Đông Nam Á. Trong đó Ấn Độ Dương này, trong khi đó Việt Nam là cũng là những cái nơi mà Mỹ muốn à, là một cái cơ sở của mình có sự hiện diện ở đó. Cho nên khi mà nói các phóng viên mà hỏi à, những đoàn tùy tùng đi theo hay là Tổng thống Joe Biden về vấn đề là có ảnh hưởng đến Trung Quốc hay không? Có làm cho nước Trung Quốc giành dữ hay không? Có làm cho mọi nước khác xa lánh Trung Quốc hay không để kéo về thân về phía Mỹ hay không đó? Thì Tổng thống Joe Biden nói rằng là chúng tôi đến là không gây ra cái cơ hội để mà hiềm khích nhau Trung Quốc hay là để xa lánh Trung Quốc mà chúng tôi muốn có nhiều đồng minh hơn đứng về phía chúng tôi. Để chúng tôi có thể kiềm chế được những cái bước tiến hung hăng của Trung Quốc mà thôi Đó cũng là những cái lời mà à, Tổng thống không có nói nhiều về thứ Trung Quốc Họ nói rằng là tôi không đến đây để mang mâu thuẫn đến các nước đối với lại Trung Quốc Mà chúng tôi là xích lại gần nhau hơn mà thôi à, Cuối cùng là một cái tin này vui vui để coi coi ai có còn được cái hy vọng hay không Đó là người ta nói đến bây giờ Hai cái vé mà ừ. trúng độc đắc Ở trong mùa hè này Có nghĩa là lần đầu tiên Mà trong một mùa hè Mà có hai cái vé Powerball và uh, Mega Millions Trúng độc đắc Một cái Một tờ đó là Powerball là của người Một một vé duy nhất ở California Là hơn một, trên một tỷ Và một cái vé là Mega Millions Là một người ở Florida Thì là trên một tỷ sáu ừ. Cả hai vé đến giờ này Đều chưa có người đến Để mà nhận giải hết chưa có người xuất hiện. À, chúng ta nhớ là cái vé mà ở Balboa, ở Los Angeles bán ra tại một cái tiệm đó, thì sau đó vài ngày có một cái người phụ nữ họ xuất hiện ở đó. Đã, đã nhớ rồi, nhớ Anh Nguyễn rồi. Trường đưa tin đó đúng không? Rồi phóng viên người ta đến, người ta tưởng đâu là bà, tại vì cái biểu hiện của bà y như bà là một cái người trúng giải. Nhưng mà bây giờ cái người cháu gái của cái chủ tiệm đó đó xác nhận với phóng viên là bà đâu phải là bà trúng giải. <laughs> nhưng mà cái người trúng giải là ai thì giờ này người ta chưa có xuất hiện. Ở tiểu bang California thì người ta có đến một năm để mà có thể xuất hiện, để mà nhận giải một năm. Riêng ở Florida, đối với cái giải Mega Million người trúng là hồi tháng 8 vừa rồi đó, thì chỉ có 6 tháng thôi. Thì ra cái cái luật nó khác nhau ở mỗi một ừ. cái công ty sổ số, số nó khác nhau. Ở Florida thì chỉ có 6 tháng là được người ta được claim cái giải đó còn sau 6 tháng ừ. đó không thì cái đó sẽ được xung vào công quỹ cho nên bây giờ người ta chờ đối với lại ở Florida là đến tháng 5 của năm 2024 là hết hạn cho cái người mà đã được trúng độc đắc hồi tháng 8 vừa rồi. Còn đối với ở California thì người ta còn đến khoảng giữa tháng 7 dành cho cái người mà trúng Powerball độc đắc kỳ rồi. Thì bây giờ những ai mà có cái vé á, đã từng mua vé ở cái chợ đó, cái nơi đó thì bắt đầu lại xôn xao Các là đi tìm để coi cái vé nó nằm ở đâu rồi hay là họ quên mất tiêu rồi thì để chờ xem. À, cảm ơn Nguyễn Trường đã đến với chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sáng ngày mai. Ngay sau Cà Phê Sáng sẽ là chương trình Thời sự Thế giới. Mời quý vị vẫn giữ chương trình của Do Sài Gòn TV. Xin kính chào.